thời gian đứng công á, nếu mà ngồi công á thì phải thích thời gian rất là lâu để nó thẳng thành đó. Lúc nào phải ngồi thẳng. Vì lâu chưa? Dạ này cũng được, có mấy lần rồi. Ôi rồi tôi có chữa lần nào chưa? Dạ chưa. À chưa à? Dạ. Vậy đứng lên tôi coi cái lưng nó cong thế nào. Chị kể luôn cho bác sĩ Mỹ nói sao mà đứng thẳng. À đứng thẳng là cái lưng nó bị chỗ nào ta? À, khúc này thôi. À, ok được rồi, bây giờ để coi rồi cái này vòng qua cái kia vòng lại. À rồi để người lại, mọi người nhìn thấy nè, mọi người nhìn thấy không, cái này là nó bị bao giờ cũng vậy, là khi mà bị đốt sống lưng là cổ bị ảnh hưởng đó. Thành ra là cái tay là bị rõ, mình đo cái đó là mình biết cái cổ nó bị gì rồi, hiểu không? Mà nó khi nó làm gì nó trên là cả người mình, bây giờ mình cân bằng đó lại nha. Rồi tay kia rồi nằm yên, nằm yên, nằm yên rồi quay bên đây để chỉnh cái cuộc sống lại luôn. Chị này có bệnh lạ lắm thầy ạ. Ok được rồi. Rồi tiếp về coi. Bây giờ cái điều quan trọng ấy là cái tay trước. Rồi một. Cái này vẫn còn cái khoảng cách ha. Nó chỉ bớt một tí xíu thôi chứ chưa có nhiều. Nhưng mà giờ tình hình sao rồi? Cái lưng nó nhẹ chút rồi ha. Ok phải làm tin một cái. Hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853 823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.